Đây là bạn thân của em á. Đây là cái người mà em muốn giới thiệu cho anh đó. Khi nhìn thấy cô ấy vui vẻ với người khác như vậy, còn tôi ngồi đây với thân phận một người bạn tốt. Tình yêu 5 năm của tôi khi quyết định bày tỏ, cuối cùng lại chậm một bước. Đi vệ sinh rồi. Anh thấy sao? Anh thấy anh nói được không? Anh thấy cũng lịch sự, hiền lành đó. Đúng rồi, em lựa mà sao không vậy được. Anh đó giỏi lắm á nha. Anh vừa có chí làm ăn nè, vừa nói chung là rất là thương em, chăm sóc em nhiều lắm luôn á. Vậy thì tốt rồi, đừng như những người trước là được. Sao? Đợi một tuần nữa anh đi rồi, em đưa này cho Trinh giúp anh nha. Sao anh không đưa cho nó luôn đi? Trinh đang hạnh phúc nên anh nói ra cũng đâu được gì đâu. Nhớ giúp anh nha. Cảm ơn em. Hôm nay vui quá mày. Nhưng mà họ sao không vui? Trời ơi, bó hoa đẹp quá ta. Anh Thành tặng hả? Đâu phải đâu, tao với anh Thành chia tay rồi. Cái này của ai vậy ta? Cái đó của anh Trung á. Mày nói gì? Anh Trung đi Mỹ rồi mà. Anh nhờ tao đưa cho mày á. Trước khi đi là căn nhà thử thiệt. Mày á, suốt ngày cứ chạy theo mấy hàng bếp bon mà không bao giờ nghĩ tin Trung. Lâu lắm đã làm trái tim em có cầu vồng, mà cầu vồng chỉ có khi mưa vừa tan. Anh cùng rời đi khi anh hết yêu, vì sợ cô đơn nên em mặc kệ đúng sai, mặc kệ anh có đưa đôi bàn tay ấm áp cho ai. Chỉ cầu xin anh, em đã rất đau, đừng làm mắt em vương vấn thêm buồn. Dù có yêu trăm người mà trái tim không cười thì vẫn cô đơn vậy. Anh bên cạnh thì không ai dỗ dành em mà. Em xin lỗi. Thì bao nhiêu năm qua em không nhận ra tình cảm của anh. Thật nhiều đớn đau mà người lo lắng đâu rồi. Anh ơi anh ở lại, đừng mang cô đơn về lại. Và anh